Ji-won đứng ở quán cà phê nhưng vẫn thẫn thờ với những suy nghĩ. Đến lượt mình lấy thức uống nhưng nhân viên gọi mãi Ji-won mới chợt nhận ra. Nhìn ông chú trước mặt vừa bị ai đó lấy nhầm ly nước của mình, khoảnh khắc này khác với ký ức mà cô nhớ, vì ly nước đã bị người khác lấy đi. Nên giờ nó không còn là của ông ấy nữa. Ji-won một lần nữa giác ngộ, cô ấy nhận ra vận mệnh của con người cũng vậy. Nếu bị ai đó đánh cắp thì nó cũng không còn thuộc về mình. Bước vào sảnh công ty, Ji-won thấy Su-min đang cười nói cùng quản lý của mình. Ji-won nhìn nụ cười của Su-min thì tự nhủ rằng, nếu có ai đó lấy cắp vận mệnh của tôi thì người đó chính là cô luôn cần tất cả những thứ của tôi mà. Bước vào thang máy, vừa đóng cửa thì Ji-hyeok nhảy vào làm hết hồn, rồi tự nhiên đứng nhìn người ta chân chân luôn à. Trong thang máy cũng bị sếp bơi móc đủ chuyện ra để lên mặc, rồi bắt đầu dạy đời này nọ, làm Ji-hyeok bực quá phải vổ vào vách một cái mới chịu im miệng. Ji-hyeok gặp riêng Ji-won một lát, hai người lên ban công nói chuyện. Ji-hyeok gọi cô ấy lên đây vì lúc nãy nghe ông quản lý lải nhải nên sợ cô không có thời gian để thưởng thức ly cà phê của mình. Ji-won cũng báo với anh là mình sẽ không nghỉ việc nữa. Anh cũng nói tôi có tài, đó cũng là động lực lớn để tôi đưa ra quyết định này. Từ rất lâu rồi, tôi quên mất những điều mình mong muốn, rồi bận bịu với việc sống cho qua ngày. Nhưng giờ mọi thứ sẽ thay đổi. Ji-hyeok nghe cô nói vậy thì nở nụ cười. Đây cũng là lần đầu tiên Ji-won thấy anh cười. Từ trước tới giờ, Ji-hyeok mà cô biết là một anh sếp khó tính và suốt ngày cau có. Đột nhiên Ji-hyeok hỏi cuối tuần này Ji-won có rảnh không? Ji-won cũng có chút suy nghĩ nhưng nhanh chóng trả lời là cô không có việc gì. Và Su-min xuất hiện nói hai người đã có hẹn cuối tuần này rồi, vì cô ấy nghĩ là Ji-hyeok sẽ bắt Ji-won làm thêm nên tính giải cứu bạn thân. Ji-hyeok vào văn phòng xem hồ sơ của Ji-won và gọi đến nhà hàng để xác minh việc đặt bàn ở nhà hàng mà Su-min vừa nói. Sau đó gọi cho bạn mình để tìm giúp một ai đó. Đúng lúc Ji-won vào nên anh cũng tắt máy giữa chừng. Ji-won mang thuốc giảm đau vào cho Ji-hyeok vì biết tay anh bị thương sẽ cần nó. Ji-hyeok bảo Ji-won hãy biết tự lo cho mình trước khi lo cho người khác. Rồi chia nửa vĩ thuốc cho Ji-won. Nhận được sự quan tâm này làm Ji-won cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với khoảng thời gian chạy theo ai đó trước kia. Bước ra ngoài thì Min-kwan nhắn cô gặp riêng vì lúc nãy hắn đã thấy hai người nói chuyện có vẻ thân mật ở trong phòng. Ji-won chẳng muốn đi nhưng suy nghĩ đến việc mình phải đẩy cái bãi rác này vào tay bạn thân Su-min nên đi theo và tính kế. Hai người cùng lúc di chuyển khiến Ji-hyeok và Ju-jan chú ý. Vào kho đồ, Min-kwan nói Ji-won muốn chia tay anh là vì Ji-hyeok. Với địa vị và quyền lực mà Ji-hyeok hiện có thì đúng là nông cạn. Chỉ Ji-won đừng nhìn bề ngoài mà hãy nhìn người có nội tại cao quý như anh đây này. Ji-won nghe mà chỉ biết cười khẩy thôi. Sau đó bắt đầu diễn tiểu phẩm để đưa Min-kwan có nội tâm cao quý vào bẫy. Nghe khoái chí nên bắt đầu hành sự. Nhưng chị Ju-jan mở cửa bước vào nên Min-kwan giả vờ lấy đồ rồi đi ra. Bước ra ngoài, Ju-jan nói, kể cả đối với những người yêu nhau, hành động tiếp xúc cơ thể không mong muốn cũng là điều tệ hại. Nên là hãy làm điều mình cho rằng đúng là được. Ji-won đứng nhìn Ju-jan và nghĩ phải chăn chị ấy vào phòng là vì muốn giúp mình sao. Tới giờ trưa, Su-min muốn đi ra ngoài để ăn cà ri Ấn Độ. Ji-won nói sẽ ăn ở nhà ăn và cố tình tạo cơ hội để hai người đưa nhau đi ăn riêng. Nhưng Su-min lại từ chối và muốn đến nhà ăn của công ty cùng Ji-won. Cả ba đến nhà ăn, Ji-won lấy sẵn khay cơm chờ Su-min đến chen hàng bước vào, đúng như những gì cô ấy nhớ. Mỗi khi có chuyện gì không như ý là Su-min sẽ bắt đầu cư xử khác người, trong trí nhớ của cô cũng thế. Su-min bưng một khay thức ăn và giả vờ quay lại đụng vào Ji-won khiến cô ấy ngã và đổ mọi thứ trong khay lên người. Sau đó Su-min giả vờ quan tâm rồi khuyến mãi một ít lên mặt. Lúc đó nghĩ rằng mình chỉ có Su-min là bạn, nên Ji-won cố gắng chịu đựng và xem như không có gì. Nhưng lần này chị khác rồi bé ơi, đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông. Biết bạn thân sẽ chơi chiêu này nên Ji-won phản xạ rất nhanh, làm cả khay thức ăn và người bay vào bãi rác luôn. Double kill. Vào nhà vệ sinh thì nghe tiếng cầu cứu của một nữ đồng nghiệp. Vì lỡ để quên ở nhà nên phải ngồi trong này chờ đợi nãy giờ, Ji-won liền ra ngoài để lấy đưa cho cô ấy. Đây là Hee-jeon, khi biết là Ji-won giúp mình nên cảm ơn rối rít, thấy có vẻ vẫn chưa ổn lắm, nên Ji-won lấy áo khoác quấn quanh eo cho cô ấy. Nhìn hành động của Ji-won mà cứ nghĩ là thiên thần vừa hạ thế để giúp mình, cô còn ví Ji-won như một Samaritan tốt bụng, là mấy người tốt bụng hoặc là vị cứu tinh hay xuất hiện trên phim ấy. Nghe Hee-jeon liên tưởng làm Ji-won bật cười. Đây cũng là lần đầu cô ấy thấy Ji-won cười tươi như vậy, trông chị đẹp lắm luôn. Hee-jeon nói trước khi Ji-won vào đã có một người ở đây, nhưng cô năng nỉ muốn gãy cả lưỡi mà người đó bỏ đi luôn. Ji-won nhớ lại vài phút trước thì biết liền người đó là ai. Biết Hee-jeon cũng chưa ăn nên hai người ra ngoài cùng ăn chung. Min-kwan cứ mãi lo cho cái áo hàng hiệu nên Su-min cũng thấy nhột, nên nói lời xin lỗi. Thấy gương mặt ngại ngùng của người đẹp làm Min-kwan nổi máu anh hùng. Nói nhà anh nhiều áo lắm, không sao đâu bé ơi, em không cần phải ngại. Bên kia nghe thế liền khen anh Min-kwan rộng lượng.
Đúng là người tài năng nên chả sợ tốn kém gì. Nhìn hai đứa hí ha hí hửng làm gì, Won nghĩ, để tao chống mắt lên coi hai đứa bay cười nói được bao lâu. Thấy Hyeon ăn khỏe quá nên ngạc nhiên, Hyeon nói phụ nữ và đàn ông cũng phải ăn khỏe để làm việc lớn, ông của cô đã dạy điều đó. Soomin hỏi ông của cô ấy làm nghề gì. Khi biết thì ra vẻ khinh thường, sau đó liền chuyển chủ để qua Ji-won và khả năng ăn uống của cô. Nhìn hai người nói chuyện mà không tin nổi đó là người yêu của Ji-won luôn. Thấy cô ấy sặc cơm nên vào lấy nước và được hai người kia gửi gấm thì liền thẳng thừng từ chối. Sau đó Ji-won cũng đi vào trước để Min-kwan ở lại chăm bạn mình. Đến thang máy, Soomin nghĩ chắc là Ji-won giận mình rồi vì đã làm hỏng áo của anh Min-kwan. Nghe người đẹp nói thế, Min-kwan an ủi không sao đâu mà. Rồi dòng người đưa đẩy, khiến cả hai lao vào nhau, vô tình chạm vào thôi chứ em không muốn đâu, u là trời, nó nằm sẵn trong máu rồi. Sau buổi họp, Ji-won cố gắng đưa bản thiết kế dự án của mình cho chị Ju-jan, lúc đó Soomin cũng nhìn thấy. Sau đó cố tình hỏi lúc nãy Ji-won đi đâu rồi rủ đi thư giãn, Ji-won liền từ chối làm Soomin cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lee-un-ho, đẹp trai, tài giỏi và là bếp trưởng tại một nhà hàng danh tiếng được nhiều thực khách yêu quý. Hôm nay, Ji-hyuk cũng đến đây, nhưng không phải để ăn, mà tìm gặp Lee-un-ho vì anh cũng từng học tại trung học Thê-ha, nơi Ji-won cũng từng học. Ji-won lên sân thượng để gặp chị Ju-jan, chị ấy thấy bản kế hoạch này viết rất tốt, nên Ji-won hỏi chị ấy có muốn làm chung không. Ju-jan lại sợ sếp nên muốn để sếp xem rồi cho ý kiến. Chị ấy cũng bất ngờ khi nghe Ji-won nói bản kế hoạch này đã trình lên rồi mà ổng không thèm xem. Từ trước tới giờ điều như vậy, ông ấy làm thế để thao túng tâm lý cấp dưới, khiến họ luôn nghĩ những gì mình đưa ra đều không tốt, rồi các nhân viên thì cứ ngồi vị trí đó, ông ấy cũng yên vị trên cái ghế của mình mặc dù chả có tài cán gì. Ji-won nói sẽ nộp lại bản dự án một lần nữa, nếu ổng tiếp tục từ chối thì chị em mình cùng làm nha. Hai người bắt tay hợp tác nhưng không biết rằng, trong lúc đó Soomin đã đến và nhờ vả ông ta một điều gì đó. Đưa bản kế hoạch lên một lần nữa, Ji-won đổi màu rồi in lại một bản mới, đưa sếp xem qua thì ông ấy quát to rằng bản kế hoạch cũ của cô còn tốt hơn cái này nhiều. Ji-won nở nụ cười rồi mau chóng xin lỗi, cô nói mình đã in nó lại y như cũ. Rồi chạy về bàn để lấy bản trước đây ra, nó màu xanh, hai cái chỉ khác màu thôi mà ông quản lý nói bản trước tốt hơn, làm cả phòng cười thầm trong bụng. Tối hôm đó, Soomin mời quản lý đi ăn để nhờ vả, đó là bản kế hoạch của Ji-won, nếu như để cô sửa lại rồi cùng quản lý làm thì tuyệt quá. Nó sẽ trở thành một kế hoạch lớn cho công ty, khi thành công, tôi sẽ được làm nhân viên chính thức, còn quản lý có thể được thăng chức nữa. Được như vậy thì hay quá Oppa à, vừa nghe gọi mình là Oppa thì ông quản lý mơ ngay đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Ji-won nhớ đến buổi họp lớp ngày mai, trong trí nhớ của Ji-won, lần họp lớp đó. Cô đã trốn trong phòng vệ sinh khi đến quán vì ngại mấy đứa bạn hay bắt nạt khi còn học trong trường, vẫn còn bị ám ảnh nên sợ ba đứa nó lắm luôn. Vừa ra ngoài thì gặp Ji-hyuk, anh nhìn món quà mà Soomin tặng cô và nói là nó là đồ giả, lần trước cũng thế, nhưng vì cô chưa biết nên cứ nghĩ anh là một người thô lỗ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô cảm ơn vì lời nhắc nhở của anh. Ji-hyuk muốn đưa cô về nhưng bị từ chối, vì Ji-won còn một vở kịch lớn phải diễn vào đêm nay. Ji-won nhắn cho hai đứa về nhà nhậu rồi đi mua thêm một chai rượu. Về đến nhà thì Soomin nhắn là cô sẽ không đến nhà, làm vỡ kế hoạch hết trơn, thấy bể kèo rồi nên tính trốn liền cho lành. Ai ngờ Min-kwan vừa tắm xong, đứng chặn đường rồi bắt đầu múa may quay cuồng. Ji-won thấy con đuông rửa sợ quá nên hét ầm lên khiến cho tập phim kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau nhé!